thể quý bà con nhé. Hôm nay nhà vườn Trang Nhất xin giới thiệu cho quý bà con. Quý bà con có biết đây là cây gì không ạ? Mọi khi em toàn quay cho quý bà con, giới thiệu cho quý bà con cây giống thôi. Nhưng hôm nay em giới thiệu cho quý bà con cây có quả luôn ạ. Đây chính là trái thần kỳ đấy ạ. Cái loại trái mà khi mà quý bà con chỉ cần ăn một trái thôi, là khi mà ăn trái này xong thì ăn chanh hay là uống thuốc, ăn bất kỳ những cái loại chua hay đắng đấy, thì đều không thấy vị chua nữa mà chỉ thấy một vị ngọt thôi. Đây chính là cái trái thần kỳ đó. Đúng như cái tên gọi của nó luôn ạ. Cây hiện tại của nhà vườn em là đường kính gốc là 2 phân. Và trên cây là có 5 tầng. Đây, tầng nhất này, tầng 2 này, tầng 3 này, tầng 4 và tầng 5. Và tầng nào cũng đều có hết quả rồi ạ. Đây, cây này là 4 trẻ. Đấy ạ, quý bà con nhìn thấy không ạ? Cây cực kỳ đẹp luôn. Đấy, trái thần kỳ nhá, cây thần kỳ sẵn trái. Và con nào mà muốn mua cây thần kỳ sẵn trái thì có thể liên hệ ngay tới nhà vườn Trang Nhất. Bên em giao hàng toàn quốc. Cây này nếu mà tính cả mặt bầu, tính cả bầu và cao vút tầm thì cao tầm khoảng 1m1. Cây siêu đẹp, siêu trái. Mời quý bà con lên đơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bà con ở video sau.